Ok, happy, be happy. Ok, enjoy, okay. Be happy. I don't know. Why? He leave it, leave it. I think he not really enjoy this moment. I don't. Yeah. Mình cảm giác là mình không được tôn trọng á. Bởi vì là khi mà bạn ấy đã lựa chọn mình để đi date cùng với mình, thế nhưng mà sau đó lại chưa kết thúc buổi date và trở về với một cái lý do mà Linh nghĩ là mình thật sự khó hiểu về cách hành xử đó của em. Không vui vì là anh ấy không tức là em sẽ không vui vì anh ấy không thích em, mà em không vui vì cái việc anh ấy không tôn trọng cái buổi nói chuyện của ba người. For example, with me, I have date with Kian. You know, I don't know Kian, but I don't like the way he first. Plus, we have a dinner with Minook and me and Kian, and the past he go out. Oh, I think he don't really respect me. Respect you. Yeah. Because, and the reason why, you know, I remember. Because you stay long in apartment. He say that he want to go home and stay with you. Ah. I don't know, Ken, but I don't like the way. Actually, Wukong is not my type. Oh, Wukong isn't your type? Yes, Wukong is not my type. He is very energetic. Yeah. When I play game, he's very energetic. He supports our. Yeah. I want like I think Kian is better. Yeah, good person. So Kian. Well, I talked to Kian tonight. Like, What's it going? Yeah, like I think he has different sides. You guys always see like flirty, making jokes, trying to make you guys laugh. But like on the other side, there's like really, really deep part of Kian. Mm-hmm. He thinks about his future a lot. Thành thật mà nói thì có thể là mình không có nhiều thiện cảm với anh Kiên. Thế nhưng mà để mà ghét bạn đó thì mình không có ghét. Mình không ghét về con người của anh Kiên mà mình. Thế nhưng mà với mình thì mình cũng muốn có nhiều thời gian để tìm hiểu Wukong hơn. Hảo Hảo Kim Chi, cay dịu chua thanh, vị ngon chứ xanh. Trái tim đã gian như em nhiều đến this day happen. Trước khi công bố người bị loại, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn biết hai người chơi nam nguy hiểm. Hai người chơi nam có nguy cơ bị loại là Mạnh Kiên và Wukong. We are lost. Yeah. We have to go. No, two of us. Quite shocked.
Of course, I feel not so good when it comes to. Và hai người chơi nữ nguy hiểm là. Yuna và. Thu Uyên. Chúng tôi xin công bố người chơi bị loại và phải rời khỏi đảo Thiên Đường. Thảo Uyên đứng hình. Em không tự tin làm đâu. Em cảm thấy hơi lo lắng á. Go away, of course you're gonna feel sad. Thế là tuần sau là mình có thể gặp Kim đó. Trời ơi, nhiều khi tự nhiên thấy Kim đến đây chắc chết mất. Bây giờ hiểu rồi, các chị thích Kim loại để ngồi cạnh các chị. Vũ Công đi về cũng được rồi. Vũ Công mà về thì chắc Yuna về. Em nghĩ là ba bạn kia, các bạn ấy không lựa chọn Yuna. Bởi vì nhiều khi bạn Yuna ở trong nhà chung, bạn ấy không có sự kết nối nhiều với mọi người. Bạn ấy chỉ có mỗi sự kết nối với Michael thôi. Đúng rồi. Nên khi mà để mà lựa chọn, mọi người sẽ lựa chọn một người như bạn Uyên. Bạn Uyên bạn ấy rất là kiểu xông xáo, nói chuyện với mọi người. Rồi cố gắng để kết nối. Uyên vui vẻ hơn. Em vẫn muốn là Yuna ở lại để có sự cạnh tranh kịch tính. Đúng rồi, với lại Yuna cũng ngày càng bộc lộ ra nhiều á. Còn Uyên thì em vẫn thấy chưa có gì nó khác từ tập 1 tới bây giờ. Nếu mà Uyên ở lại thì em sẽ vote Kiên ở lại. Bởi vì chắc chắn hai bạn ấy sẽ đi date lần cuối với nhau. Còn nếu Yuna ở lại thì vote Vũ Công ở lại. Rất là muốn là Kim với Uyên hẹn hò một ngày. Phải có dating Kiên với Uyên với nhau thì chúng mình mới hài lòng.